Là ấn tượng lần đầu tiên là bạn bạn đen. Bạn đen. Ngâm ngâm hay là nó quá ngâm? Ngâm ngâm á, người ta thường nói là ngâm ngâm nhìn lâu nó mới khói. Vào cái thời điểm tháng 9 á thì ba em bị bệnh nặng. Hoàn cảnh gia đình em thì chỉ có một cha một con. Lúc đó thì em vừa đi làm ban ngày và ban đêm là em chăm ba. Thì bạn này mới thấy em là có một mình chạy tới chạy lui. Nên bạn mới nói với em là thôi để bạn phụ em chăm ba em ban đêm những cái ngày mà em mệt. Tại thời điểm lúc 2011 là quen em được mấy tháng thì mẹ cũng mất. Tại sao? Dạ mẹ bị bệnh, bị viêm phổi cấp tính. Có nghĩa là bạn cũng chứng kiến là mẹ mất. Rồi giờ tới ba rồi sau đó ba bệnh thì bạn lo cho ba. Dạ. Đúng không? Bạn này gặp một cái biến cố là bạn đó bị một cái tiêu cực á, dẫn đến cái việc mà nó tự tử. Và em là người đã cứu bạn đó 2 lần. Và khi mà em vô thì em thấy là bạn này để một bịch thuốc kế bên mà ói ói quá trời ói luôn. Xong em không, em lúc đó là cái sức của em mà lúc đó bạn nó ốm hơn bây giờ rất là nhiều. Em lôi bạn đó đi cấp cứu. Nhưng mà khi vào cấp cứu thì người ta mới nói là qua cái giờ vàng rồi không thể nào mà làm những cái bước kia được nữa. Thì bây giờ người ta làm được tới đâu thì người ta làm thôi. Thật ra thì lúc đó em bản thân em còn có một mình thôi, em không còn ai bên cạnh. Thì thấy bạn này như vậy em vừa thấy thương mà em vừa thấy thương cho mình nữa. Có nghĩa là tại sao những cái biến cố nó lại đến cùng một lúc như thế. Em còn nhớ hoài cái hình ảnh bạn này nè, là bạn đó hay mang đôi dép tụi ông, mà bạn mang cái đôi dép rất là cũ luôn. Xong cái em nhìn bạn đó em hay nói là đi ra đường á đừng có mang cái đôi như vậy, tại vì làm như vậy mình nhìn nó không có chỉnh chu. Thì khi mà em còn nhớ khi mà ba em hấp hối thì em mới gọi cho bạn chạy vào, thì bạn vào á, bạn đi chân không vào, thì em mới nhìn xuống em hỏi ủa đôi dép đâu, bạn để đôi dép trước cửa phòng bệnh viện. Tại vì bạn biết là em không thích bạn mang như thế. Cho nên khi mà em nhìn cái cảnh đó em vừa tức mà em vừa mắc cười nữa. Thương nữa chứ. Dạ. Nghe lời mình đó. Tên là Nguyễn Đình Thạnh, sinh năm 1990. Em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Thạnh công việc gì? Dạ công việc của em hiện tại đang làm thủ kho cho công ty dược. Dạ em xin chào chị Hồng Vân với anh Quốc Thuận. Em tên là Lâm Ngọc Bảo Châu. Em sinh năm 88. Em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại là em kinh doanh tự do. Rồi cơ duyên nào mà hai vợ chồng gặp nhau? Có nhớ lần đầu tiên gặp nhau ấn tượng gì về nhau không nè? Ấn tượng lần đầu tiên của em thì lúc đó là em làm công ty dược. Bên em là bên đối tác, bên bạn là bên xuất nhập khẩu. Em có lên công ty của bạn nhập hàng về lại công ty. Thì lúc bước vào công ty thì gặp bạn đầu tiên, là ấn tượng lần đầu tiên là bạn đen. Ngâm ngâm hay là nó quá ngâm? Ngâm ngâm á, người ta thường nói là ngâm ngâm nhìn lâu nó mới khói, trắng trắng nhìn lâu nó mới lột. Nói chung là ông thích cả vừa trắng vừa đen. Nói chung trắng đen gì ông cũng đều khoái hết trơn á. Rồi còn Bảo Châu có nhớ cái lần đầu tiên gặp ảnh ở đâu không, mà có ấn tượng gì vậy? Dạ nếu mà em nhớ là cái ấn tượng đầu tiên là lúc đó là vào năm 2011 á. Thì em chỉ là với tư cách là giống như khách hàng với nhau thôi. Thì em rất là lịch sự và em gọi ảnh là bằng anh. Sau cái về cái tụi em mới chat thì mới hỏi để biết là tuổi thật để xưng hô. Thì bạn đó nói hỏi Châu tuổi gì? Nói dạ Châu tuổi mèo. Xong nói vậy mình tuổi ngọ, là mình tuổi ngựa đó. Cái xong cái mình cười há há lên, cái em mới nói là ơi vậy kêu đây bằng chị đi ha. Đúng rồi, nhỏ mình hai tuổi đó. Nhưng mà cái lần đầu tiên nhìn thấy ảnh có ấn tượng gì về ảnh? Dạ không, tại vì thật sự lúc đó em không ấn tượng về bạn này chút nào hết đó. Và em cũng vì lịch sự và vì tính chất công việc thôi. Nên em chỉ lịch sự nói chuyện thôi và giữ cái mối quan hệ tin, đó thôi. Và khi nhắn tin là yêu cầu là gọi bằng chị như vậy đó thì ảnh có nghe lời mình không? Dạ không ạ. Bạn vẫn xưng tên với em thôi. Nhưng mà sau đó là hai đứa có cái chiến thuật gì, chiến lược gì mà để có thể đến được với nhau không? Dạ là như thế này, là từ năm 2011 đến năm 2019 á, em mới trong một cái lần là coi có một bộ phim truyền hình thì em mới thích Phú Yên quá đi. Cái em với hai người bạn, ở một bạn là bên Canada và một bạn ở ngoài Bắc, thì cùng một cái niềm đam mê thích cái bộ phim đó và thích cái cảnh đẹp trong bộ phim đó. Hoa vàng trên dạ không, xanh. Em coi phim Ngày Ấy Mình Đã Yêu. Thì sau đó thì em mới suy nghĩ là em nói là mình không có một cái bạn tour guide nào ngoài đó hết. Thì mới chợt nhớ bạn này là người Phú Yên gốc luôn. Nên tụi em mới nói với bạn này là thôi dẫn ba đứa tụi em đi ra đó đi. Để giống như là dù sao có một người bản địa nó vẫn hay hơn. Thời điểm lúc đó là em với bạn nó cũng chỉ mới có là bạn thân để nói chuyện thôi. Đúng rồi. Một cái biến cố nó xảy ra với em và với bạn đó mới khiến cho hai tụi em mới sáp gần lại với nhau. Đâu có tiện để chia sẻ về cái biến cố dạ, là không, gì em vẫn không? Có thể chia sẻ đó là vào cái thời điểm tháng 9 á, thì ba em bị bệnh nặng. Hoàn cảnh gia đình em thì chỉ có một cha một con. Lúc đó thì em vừa đi làm ban ngày và ban đêm là em chăm ba. Thì bạn này mới thấy em là có một mình chạy tới chạy lui. Nên bạn mới nói với em là thôi để bạn phụ em chăm ba em ban đêm những cái ngày mà em mệt. Em ghi nhận cái tấm lòng đó của bạn. Và em
có một vài hôm thì em nhờ bạn giúp em trong cái phần đó, tại vì em đuối quá rồi. Xong rồi thì tới lúc ba em mất thì khoảng thời gian nó khoảng 1 tuần đến 10 ngày thôi. Thì bạn là người cùng em về lo đám, lo này kia kia nọ trong gia đình. Thì lúc đó gia đình em mấy cô, mấy bác, mấy dì, mấy cậu thì mới thấy là nói từ xưa giờ là chưa có một cái bạn nào mà bạn nhiệt tình như vậy bạn với em. Và đặc biệt là có một điều là bạn này là người duy nhất nhớ đám giỗ của mẹ em. Ủa, tức là khi mà bạn quen với em á, là lúc ấy mẹ... Dạ, thời điểm lúc 2011 là quen em được mấy tháng thì mẹ cũng mất. Tại sao? Dạ, mẹ bị bệnh, bị viêm phổi cấp tính. Có nghĩa là bạn cũng chứng kiến là mẹ mất. Mất. Rồi bây giờ tới ba bệnh. Rồi sau đó ba bệnh thì bạn lo cho ba. Dạ. Đúng không? Dạ, nhưng mà cái chuyện sau đó thì em cũng chỉ mới là ghi cái ơn đối với bạn đó thôi. Khoảng 2 tháng sau thì bạn này gặp một cái biến cố là bạn đó bị một cái tiêu cực á, dẫn đến cái việc mà nó tự tử. Và em là người đã cứu bạn đó 2 lần. Và cái lần cuối cùng là do là công việc hay là do áp lực? Dạ, cái lúc đó thì trong cái công việc em làm công ty dược khoảng 9 năm đến năm thứ 10 á, thì em bắt đầu em mới suy nghĩ là mình làm trong 9 năm đó không có dư. Rồi em mới bắt đầu suy nghĩ là tại sao mình không đứng ra để mình kinh doanh một cái gì đó. Trước đó thì em có bán hàng online, giống như bán những cái hải sản, đồ ở quê, đồ sạch. Em thuê một cái shop house, em kinh doanh, em vay tiền của em thuế chấp, sổ của nhà em vay 200 triệu thì ra em kinh doanh. Thì tới lúc mà khi mà ba bẵng bệnh á, thì em trực bệnh viện em chăm cho ba xong rồi á, là khi mà ba mất lo đám nó rồi xong em về lại cửa hàng thì lúc đó là kinh doanh nó bị bất ổn, tiền nó không còn nữa. Cho nên là lúc đó trong người em chỉ suy nghĩ cái tiêu cực. Nhưng mà sao em biết mà em kịp thời? Tại vì lúc đó bạn này cũng có chơi với các bạn hàng xóm. Thì các bạn hàng xóm đó một ngày em đi làm về thì các bạn hàng xóm nó mới gọi cho em. Thì bạn đó mới nói là em không có biết chị, nhưng mà em nghe anh Phệ, tại vì anh này ở nhà tên Phệ. Em nghe anh Phệ nói về chị rất là nhiều thì em mới lục cái Facebook á để kiếm ra Facebook của em. Mà nguyên một ngày hôm nay em thấy anh Phệ ói hoài à, mà anh phải không chịu đi đâu ra khỏi cái chỗ shop house đó hết. Xong rồi thì lúc đó em nghe xong thì em mới bắt xe nhà em là ở quận 8, em bắt xe đi lên tới Thủ Đức để em vô em coi tình hình bạn này như thế nào. Và khi mà em vô thì em thấy là bạn này để một bịch thuốc kế bên mà ói quá trời ói luôn. Xong em lúc đó là cái sức của em mà lúc đó bạn nó ốm hơn bây giờ rất là nhiều. Em lôi bạn đó đi cấp cứu. Nhưng mà khi vào cấp cứu thì người ta mới nói là qua cái giờ vàng rồi, không thể nào mà làm những cái bước kia được nữa. Thì bây giờ người ta làm được tới đâu thì người ta làm thôi. Và em kế bên bạn đó, có nghĩa là em chăm bạn đó chắc cũng phải 3-4 ngày á. Nhưng mà cái lúc mà khi mà em tỉnh á, thì em mở mắt ra thì em có thấy bạn không? Trong cái lúc đó thì bác sĩ đang cấp cứu, thì bạn này là vẫn đang ở bên cạnh em, chăm sóc cho em từ cái lúc mà ở bệnh viện cho tới lúc mà em tỉnh để đưa về nhà luôn. Em cảm thấy là giống như có một người đây một rồi cô tiên đang đứng bên để kéo mình dậy từ cái vực thẳm cứu vợ từ cõi chết trở về. Nhưng mà đó là trước khi mà ba em bệnh hay là sau? Dạ, sau vừa ba em mất được khoảng gần 2 tháng. 2 tháng là tới ảnh. Dạ đúng không? Có nghĩa là cái cuối năm 2019 là một cái năm đầy biến cố với em. Tức là em phải hết sức là mạnh mẽ, kinh thép, mạnh mẽ, thần kinh thép luôn chứ không có đơn giản đó. Rồi sau đó chắc có lẽ là tình yêu đến. Dạ, thật ra thì lúc đó em, bản thân em còn có một mình thôi, em không còn ai bên cạnh. Thì thấy bạn này như vậy em vừa thấy thương mà em vừa thấy thương cho mình nữa. Có nghĩa là tại sao những cái biến cố nó lại đến cùng một lúc như thế. Xong rồi cái em còn nhớ hoài cái hình ảnh bạn này nè, là bạn đó hay mang đôi dép tụi ông, mà bạn mang cái đôi dép rất là cũ luôn. Xong cái em nhìn bạn đó em hay nói là đi ra đường á đừng có mang cái đôi như vậy. Tại vì làm như vậy mình nhìn nó không có chỉnh chu. Thì khi mà em còn nhớ khi mà ba em hấp hối thì em mới gọi cho bạn chạy vào. Thì bạn vào á, bạn đi chân không vào. Thì em mới nhìn xuống em mới hỏi ủa đôi dép đâu? Bạn để đôi dép trước cửa phòng bệnh viện. Tại vì bạn biết là em không thích bạn mang như thế. Cho nên khi mà em nhìn cái cảnh đó em vừa tức mà em vừa mắc cười nữa. Thương nữa chứ. Thương. Nghe lời mình đó. Đó. Rồi như vậy là sau khi cái sự cố, nó như những cái biến cố nó quá lớn đối với em rồi. Anh nghĩ rằng người ta nói là qua cơn bi cực tới thời Thái Lai đó. Biến cố nó đã qua hết rồi thì bây giờ sẽ là trời quang mây tạnh. Rồi bây giờ đến cái phần phần kia đi. Vui đi. Phần vui đi, phần phần giật mặt nè. Đó. Anh thấy nó hiền quá.
Có tật xấu không em? Có tật xấu gì kể hết rồi đi. Dạ, mọi người cũng nói là lúc nào em cũng như con mèo, con hổ mà nhai đồm vậy. Thật ra là tại vì ở ngoài em như vậy thôi, chứ ban đêm về em cũng như con mèo vậy đó. Thật ra ông này thì ổng tánh ổng lành lắm, rất là lành tính, rất là thương người. Nhiều khi trong người chỉ còn, thí dụ như còn có 50 ngàn, 100 ngàn cũng móc ra cho người ta hết. Đến nỗi mà nhiều khi em hỏi, ủa rồi anh lỡ anh về anh bị bể bánh xe hay rồi sao? Có nghĩa là ổng có bao nhiêu là ổng giúp người ta hết. Đó, có chuyện lạc đề nè. Có chuyện lạc đề. Nhìn này, cái mặt là biết là cái mặt này có căn tu dữ lắm nè. Nhưng mà xin lỗi em bị lạc đề rồi nha. Dạ. Thật ra cái tính xấu của bạn này chỉ là thứ nhất là mê lướt điện thoại và mê coi đồng hồ thôi. Suốt ngày cứ lướt coi em đẹp không em rồi. Mấy đồng hồ. Mấy đồng hồ. Fan của đồng hồ. Dạ. Sao kỳ vậy? Đồng hồ có gì đâu mà mê? Dạ, tại vì đàn ông mà tứ đựa tường thì không em có. Không có. Thì bây giờ em chỉ có mê là mê đồng hồ thôi. Nhiều khi mình đi ra đường á, mình cứ coi đồng hồ rồi họ, những người họ đi ngồi đường họ hỏi, ủa anh mấy giờ rồi, mấy giờ rồi. Nghĩa là bạn đó lành tính nó mất như vậy. Nhưng mà bạn đó bị một cái gì nè, là không có quyết đoán trong công việc. Và không có bản lĩnh bước ra để làm một cái gì đó. Để mà mang lại cái lợi ích cho gia đình kiểu như vậy. Bạn đó vậy. Tức là không có máu liều đó. Dạ không có máu liều. Tại vì sao cái lần cầu toàn đâu ra đó, thấy chắc ăn thì mới làm chứ không có liều lĩnh được. Dạ. Rồi tiếp tục đi nè. Rồi, có bừa bộn không? Dạ có bừa bộn. Thí dụ như cái tính của em là về nhà là phải thay đồ mới được lên giường nằm. Dù mệt cỡ nào cũng phải thay đồ ra. Bạn về là bạn nhào lên giường luôn. Là em bị cằn nhằn. Dạ đúng. Bị vợ cằn nhằn đúng không? Rồi. Có ghen không? Ôi ghen kinh khủng. Ghen kinh khủng luôn. Vậy nó làm gì mà ghen? Dạ tại đợt đó là tụi em cũng đang quen nhau. Lúc trước là có một cái anh nó cũng là người yêu cũ. Thì ngày hôm đó ảnh hẹn bạn này đi nhậu. Cho nên là em đi theo. Em đi theo em rình. Em rình về tới nhà luôn. Mà bạn này nói là anh kia nói để tôi dẫn em vô nhà chào mẹ. Mà em nghĩ ai mà giờ này 9, 11, 12 giờ đêm rồi dẫn vô chào mẹ làm gì nữa. Xong rồi em mới bóc điện thoại lên em gọi thôi đi về đi em. Khoảng 2-3 tuần sau á tụi em đi Đà Lạt. Có nghĩa là em cứ nghĩ tới cái chuyện đó miết mà em không có ngủ được. Anh em cứ, không có ngủ. Bạn này có một cái là giống như cái em thời điểm bạn nó bị stress đó, là cái thời điểm mà bạn nó tự tử xong. Cứ như là cứ nhìn lên trời và không ngủ. Ban đêm là cứ như vậy mà cứ dường con mắt lên cứ nhìn giống như ma vậy đó. Nhiều khi mình ngủ cái xong mình quay qua cái mình thấy ông cứ như vậy nè, trời ơi sợ ơi là sợ luôn. Mà ông cứ vậy hỏi thì không trả lời, cứ vậy. Nhưng mà sau đó là mình biết là do ghen đó. Dạ. Bây giờ hỏi mong muốn đi. Rồi có mong muốn chồng mình thay đổi điều gì không? Dạ có, là em vẫn muốn là anh đó chịu khó phát triển mình lên, học hỏi thêm. Cố gắng học thêm được cái gì thì học. Quan điểm của em là như vậy. Rồi, dạ. Bây giờ tới em đó. Bà có tính bao nhiêu tật xấu? Bạn này thì tật xấu thì nhiều lắm. Có nghĩa là mỗi lần mà tụi em muốn đi du lịch á thì bạn thay vì như mình thì mình đi 3 ngày 4 ngày thì bao nhiêu bộ đồ đó thì mình sẽ lấy ra, còn không bạn này sẽ dọn hết nguyên cái tủ đồ ra luôn và ngồi lựa xếp cuối cùng mình là người dọn vô, mà lần nào cũng vậy. Còn hàng ngày thì sao? Hàng ngày thì bạn cứ đồ đạc bạn về bạn cứ quăng chỗ này một món, quăng chỗ kia một món, cuối cùng mình cũng là người dọn. Nhà hồi nãy là bên này về nhà không chịu thay đồ, nhảy lên giường. Rồi bên này thì bừa bộn. Rồi là người đó. Thật đó là bạn, mỗi lần mà bạn giận hay cái gì đó là bạn hay viết lên Facebook, hủy kết bạn Zalo, hủy kết bạn Facebook, chặn tin nhắn. Chà, sao giống ai kia vợ tôi quá vậy? Vậy đó hả? Như vậy là vẫn còn son dữ lắm đó, chứ còn đến một lúc mà hết son nhưng là không thể. Nhưng mà có ỷ lớn mình 2 tuổi ăn hiếp mình không? Ăn hiếp. Có cái tật xấu này nữa nè, mỗi lần mà em đi tập gym về em tắm rửa xong á, bạn cứ theo bạn cắn. Bạn cắn có nghĩa là trên người mình là chỗ nào mà cắn được là bạn cắn. Không phải, tại vì mà nói tập cái chỗ này mà nó cứng lắm cô ơi chị. Xong rồi em cứ thích cắn, tại vì cắn nó kiểu như nó vui. Nó cơ không à? Dạ nó cơ không à. Ví dụ như thịt thì cắn nó không? Dạ nó không có gì, còn bạn tay cái tay bạn to vậy. Đầy dấu tay hết. Rồi còn gì nữa không nè? Cô này thì cô có cái tật là hay sắm mua đồ online, mua túi sách. Mà mua hàng một á, về rồi không dùng cứ để đó. Mà em cứ nói biết em đừng có mua nữa. Nhưng mà
bạn cứ mua, cứ thấy người ta like bắt đầu ở cái túi này 300, cái túi kia 200, cái túi kia 500, bắt đầu mua về để một tủ vậy đó. Mua ghiền á. Ghiền, cuối cùng ghiền mình không xài để nó phí. Bây giờ muốn thay đổi cái gì là mình biết lòi ra cái nào xấu nhất. Đúng á. Nhiều quá. À, rồi. Bây giờ em muốn vợ thay đổi điều thì gì? Em muốn vợ em thay đổi về cái tính cách nè. Tại vì cái mạng xã hội nó là một con dao hai lưỡi. Đúng vậy. Tốt. Đúng dạ. Vậy. Cái thứ hai nữa là hạn chế mua sắm những cái đồ mà không cần thiết. Và... yên tâm đi, có em bé rồi á. Dạ. Ba không có mua sắm nữa đâu, ba mua rồi, cho con hết. Cái thứ ba nữa là em muốn là bớt nóng tính lại. Khi mình đi ra đường á, hay là bất kỳ cái gì như vậy, có những cái việc gì mà đừng nói lớn tiếng ra ngoài. Đâm ra những người họ đi xung quanh mình á, họ để ý, họ chú ý mình, nó không có hay. Dạ. Ông cái đó cũng nói chung là like. Chồng nói một số cái là đúng đó, cưng. Nhưng mà nó lại có một cái này, nhiều khi hai vợ chồng mà giận nhau á. Dạ. Tại vì hiện giờ bạn này á, là bạn sao, bạn có mình ơn bạn thôi. Bạn cũng không thể nào chia sẻ được với mẹ hay với bố hay là với trong gia đình à, cho nên nhiều khi hai vợ chồng giận nhau. Tại hai vợ chồng coi vậy giống như còn son lắm. Tại dạ. Chưa có em bé đó. Dạ. Không có người để xài thời gian của mình đó. Thành ra thời gian của mình còn nhiều. Dạ. Cho nên là có những lúc khi nào mà giận nhau á, tự nhiên cảm thấy buồn mà bây giờ không biết chia sẻ như thế nào. Thì giờ bạn chỉ có một cái gọi là bạn lên Facebook thôi. Thành ra bây giờ để giúp cái việc đó đó thì theo chị á, em chỉ cần đưa ra một cái tín hiệu là em buồn. Thì thôi bây giờ mình là chồng đúng không? Và mình hiểu được vợ mình rất cần cái sự chia sẻ đó. Yeah. Thì mình làm về trước đi. Thì mọi thứ nó sẽ đỡ, sẽ bỏ đúng được đó. Cái yeah. Là mình chia sẻ lên Facebook. Yeah. Rồi anh chúc cho... à, tất cả mọi thứ nó yeah. Như chị Vân mong muốn, đó là nó sẽ vào quỹ đạo để cho các em nó mỗi một ngày nó sẽ vui hơn. Ừ, mỗi yeah. Ngày nó sẽ tốt hơn yeah. Và chuẩn bị tâm lý chào đón những thiên thần tuyệt vời đúng với gia đình của mình. Trời yeah. Ơi ông này mà ông nói rồi là cứ yên tâm là năm sau yeah. Là phải có con. Vợ chồng em cảm ơn chị okay, Vân. Xin cảm ơn hai đứa. Hai em đến từ đâu? Em xin giới thiệu với quý khán giả và anh chị là em tên là Nguyễn Thành Công, năm nay em 26 tuổi. Em hiện đang công tác tại cảng SBITC. 26 tuổi. Ừ, có 26 thôi hả? Dạ vâng. Công. Dạ. Vị chúa. Công chúa. Em là... dạ, em là Thủy Tiên ạ. À, năm nay 24 tuổi. Em đến từ Nghệ An. Em làm nhân viên kinh doanh của công ty nội thất ạ. À. May quá, em nói em đến từ Nghệ An chứ còn chậm chút xíu là anh Vinh hỏi em đến từ Huế hả? Ờ, à, đúng rồi nghe. Giọng nghe y như Huế vậy. À, hai em là gặp nhau trong trường hợp nào? Em với vợ em thì gặp nhau cũng... hay lắm. Hay lắm là sao? Lúc đó là tụi em hay có cái cuộc là hay đi phượt. Thì có cái đợt đó là em tổ chức cho mấy bạn là đi phượt ở núi Bà Đen. Thì thằng em đó nó có rủ bạn học cũng đi chơi. Và sau cũng đi chơi đó về thì mới gặp nhau. Mới gặp nhau thì Thế là cái sau bữa đó là thế là chị ơi. Dạ. Rụng bông hoa gạo là cua đó phải không? Dạ chưa. Chưa rụng. À rồi tiếp theo đi. Đi chơi thì em cũng hay đi phượt nhưng mà toàn đi phượt theo kiểu phượt du lịch không à. Tức là đi có xe ô tô này nọ. Chưa leo núi về bao giờ. Đi khi nào cũng đi tốc cuối. Anh này thì lúc đi lên anh là chốt đoàn, lúc đi xuống anh cũng chốt đoàn. Ôi là sao? Không thể luôn á. Nghĩa là em nói chậm chút. Đi gì? Đi lên núi là leo đá, leo dây là tùm lum á. Rồi bạn này có leo được không? Bạn này thì em cũng leo được nhưng mà đi chậm thôi nên em ở dưới cũng là rồi cũng sao? Đó là cơ hội luôn em vừa đi cuối nên bạn vợ em cũng vừa đi cuối nên chắc chạy nên ấn tượng nha. À nắm tay đúng không, chắc nắm tay dạ, không, đi không? Một bên nghéo 4 năm anh chăm sóc lần á. Vậy hả? Dạ. Quá mà. Nhưng mà tại sao em lại có ấn tượng với anh này? Lúc đi lén thì cũng chưa ấn tượng với lắm. Xong đến khi lúc đi về thì mấy anh trượt đó dần bỏ cuộc hết rồi. Đi hết, đi trượt hết để mình em đi sáu, con ông này ông đi sáu với em nữa thôi. Khi ông có thấy em mệt quá, tôi quá, anh đi không vừng nữa, ông kêu để anh còng em. Wow. Nhưng mà em lên, nhưng mà cái cách ông yêu cầu là không phải là vì ông thích mình mà ông yêu cầu, mà vì ông có thương mình. Vì sự an toàn của cái người trong nhóm nữa đúng không? Dạ. Cái miệng ấn tượng anh này tốt tĩnh quá. Ấn tượng. Dạ. Rồi sau đó là em bắt đầu có tán. Em tán cái này. Tán đi cũng phải nhờ bật đèn xanh nhờ anh ấy tán. Dạ, yeah, cuối cùng ai là người cưới ai trước? Cũng là em cưới đó. Tức là về thì cũng có mấy anh đó nói chuyện nhiều nhưng mà anh em chả thấy kết bạn, chả thấy nói chuyện gì hết á. Được thôi, nói chuyện về anh mà anh cứ được thời gian thì ông em mới bắt đầu nói chuyện lại các ấn tượng nữa. Ông nhìn thấy mình như kiểu ông vô cảm á. Thì thử coi mình thử tán coi ông có được không?
là suy nghĩ trong lòng vậy kia. Xong ở mình kết bạn với em thì em đi nói chuyện do xem là có người yêu hay chưa nên này, nên họ thì cũng nắm được thông tin là chia tay người yêu được 3 năm rồi. Kia em bật đèn xanh này nó gợi ý này nó mà ông này ông có nói luôn là ông thích kiểu người yêu, ông chưa muốn yêu đâu. Kia em này không thích à, không thích thì có đó. Là em cán quyết tâm được kiểu gì em tạm được luôn thế thôi. Nhưng mà anh không hiểu là cô tán sao không? Kêu giống như là em biết là bật đèn xanh gọi là em chỉ cần là hai đứa quen nhau dính liền. Nhưng mà vì lúc trước đó là có người yêu rồi nhưng mà em chia tay là 3 năm rồi. Sau cái khoảng trong cái khoảng 3 năm mà không có người yêu đó, em thích làm gì cũng làm. Em làm trên công ty thì làm xong, muốn về về ở lại công ty cũng được, qua hôm sau về cũng được. Giờ mà tưởng tượng mà có người yêu lại bắt đầu là phải đúng giờ đi đúng đi giờ. Cái đó là cái đầu tiên làm em không có muốn có người yêu lúc đó. Nhưng mà giờ em có một cái chiêu rất là độc. Là bật đèn xanh cho em nhưng em nói là em không thích, nên vợ nói với em là anh mà không đồng ý thì coi như là mình không làm bạn, cũng không có nói chuyện với nhau nữa. Tức là em không thích thì cũng thích đó, nhưng mà ông ấy không muốn đi thôi. Nghỉ luôn, không bàn với em trò chuyện như thế. Đúng rồi. Thì cái kia ông đúng không? Hôm đó là quyết tâm xóa tin nhắn luôn á. Và xong hôm sau ông ấy nhắn tin chắc ông sợ mất nữa hay sao? Không, có chắc gì không? Lúc đó chắc cũng có sợ, cũng có sợ mất. Đúng không? Cái đó là thứ hai thôi, còn cái thứ nhất nữa. Sao? Ủa, thứ nhất là sao? Bạn của vợ em á, em với nó cũng có nói chuyện với nhau. Thì em cũng biết là nó cũng tính nó tán cũng đó. Nhưng mà trong khi nó lại có người yêu rồi. Người yêu ở xa hay sao? Giờ ở Sài Gòn thì muốn tán vợ để gì đấy. Chắc vợ sau này kiểu gì cũng bị thương rồi. Nên ra tay luôn. Có như kể từ lúc cái đèn xanh là được chấp nhận đi, thì hai em yêu nhau bao lâu thì mới cưới? Yêu nhau được 7-8 tháng là có quyết định là sẽ cưới. Tròn 1 năm sau là cưới luôn. Hai gia đình có thúc ép không? Hay là do hai đứa là chịu không nổi nữa rồi phải cưới? Cưới bất ngờ là không biết là mình sẽ cưới luôn á. Ủa trời đất ơi. Dạ. Sao vậy? Tức là hai vợ chồng có về ra mặt trước tình cưới. Anh này lúc mà yêu anh còn kêu là đời 2 năm này. Cái xong mà đợt đó là cưới chị gái em là bố mẹ em mới bao đông cưới. Thì bố mẹ anh mới nghe tin là bố mẹ vào. Thì ông nghi gặp mặt thì ông để nói chuyện này nọ thôi chứ đâu có gì đâu. Em thì đi làm, anh này thì ở nhà nhưng mà anh chả nghe ông ba nói chuyện hay cái gì cả. Cái xong về thì ngồi ăn cơm. Ăn cơm xong thì bố mẹ anh nó về. Bố mẹ anh về thì thấy nhà em mới ngồi bắt đầu mới ban chuyện à. Mùng 2 là đâm hỏi, mùng 9 là đâm cưới. Em này ô cưới ái rồi mẹ, này cưới mấy chứ cưới ái. Em ngoài tháng hành anh nhưng hỏi chứ ô sao cưới em mà em biết anh. Anh ngoài sao, giờ anh mới nghe tin á. Như vậy là rất nhanh yêu nhau nè, lấy nhau là trong vòng 1 năm thôi. Dạ, trong vòng 1 năm. Ồ, vậy thì chắc là lúc lấy nhau về chắc cũng nhiều chuyện vỡ mộng. Nhiều chuyện xảy ra lắm đúng không? Ui, nhiều lắm. Em vỡ mộng gì về cô gái này? Lúc mà có người yêu á, thì vợ vẫn ở bên nhà vợ thì kiểu như một tuần đó mình có thể du di 2-3 ngày mình đi chơi. Cứ vợ về rồi là cứ làm xong rồi mình làm đến 7 giờ tối là xác định là phải đi về. Mặc dù là bạn bè, anh chị trong ty đồ rủ đi ăn đi nhậu đồ nhiều lắm. Nhưng mà em phải từ chối. Từ chối hoài xong rồi giờ biết mặc định là thôi đi nhậu đừng rủ một công nữa. Nó không có đi được. Không, bây giờ để bên này người ta kể tội đi. Em kể tiếp đi. Còn em có cái xấu gì đi. Tính xấu là cứ không vừa lòng là giận ra mặt khó chịu liền. Kiểu như không vừa ý một tí gì thôi là im lặng, là im lặng. Mà cùng giờ cũng nói trước đâu, khi nào em khó chịu thì anh cứ im đi, buổi sau em hết rồi. Nhưng mà em cũng biết vậy, nhưng mà tự em thấy tự khó chịu nữa. Lương tâm. Hiểu rồi, căng thức lương tâm tùy lúc mình gì. Không tự bực nữa, tự bực nó mình đâu có làm gì đâu mà cứ khó chịu mình vậy thôi. Chỉ có bị gái là muốn đi chơi không được đi. Có hai lần bị giận là vì sau nhiều lần được mời mà không đi thì em cũng có đồng ý. Một lần để sinh nhật của sếp, một lần thì mấy anh em ngồi nói chuyện với nhau mà nói đến 11 giờ vợ gọi em nói là sắp về rồi. Mà xong rồi em tắt máy, hai anh em nói chuyện đang hăng say thấy vợ gọi nữa, em không có nghe luôn, em cứ để như vậy á. Xong giờ gọi hoài không được, xong rồi gọi điện thoại cho bạn của em để xin số đi của cái anh mà sếp em, sếp của em. May sao mà chưa có xin được, chứ xin được chắc chết rồi. Chết rồi. Xong rồi mà sao lúc mà về nhà thì sao? Về thì vợ nằm ngủ đó rồi, em vô em đụng gái là bị nạt. Bị nạt xong thôi tự biết thôi, phần nằm im ngủ. Xong rồi khoảng 2-3 giờ sáng thức dậy nhìn không thấy vợ, hai bên không thấy đâu hết. Ngó xuống thấy vợ chưa xuống dưới, xuống dưới gác. Nằm mình dưới đó. Không biết làm gì thôi ngủ tiếp. Nhưng mà nãy giờ là chị chưa thấy em kể cái gì mà tính xấu vợ hết trơn. Có nghĩa là vợ em không có gì xấu. Đang kể tính xấu của em. Nãy giờ tôi nói em vợ mình tính xấu của vợ chứ. Là
Hiếm khi em đi mà em đi có hai lần mà cũng bị giận. Ông nghe ông kể cho đúng với em là lần đầu là ông đi chơi vì sếp là ông đi xá, tức là biết trước là mình sẽ đi xá mà còn đi nữa trong khi về nha, là em không hài lòng. Nhưng mà đợt có như bỏ qua, nhưng mà đợt sau này là em có gọi về trước rồi mà có nghe nói là anh đang về, mà từ công ty về nha thì 20-30 phút là căng rồi. Mà em gọi từ lúc 10 giờ, mà 11 giờ vẫn chưa thấy về. Khi em gọi mà không nghe máy là em mới sợ đi trên đường, nhờ ông đi trên đường sao. Thì em tìm số điện thoại đúng sếp đó em gọi để trả cho ông em đi. Mà lúc em vừa xin được thì ông này nghe máy, em mới dần ông ấy về ông ốm, em đuổi cút ra. Cứ nhảy vào nháy lắm, cứ nhảy vào cứ ốm em cứ đuổi cút. Coi như là bây giờ này, giờ gút lại là cái tánh xấu của anh này là gì? Nó xạo đó. Hay sao? Nó xạo. Nó xạo hay nói dối em đúng không? Dạ. Còn gì nữa? Nói gì? Rê ra lắm. Rê ra chậm chạp đúng không? Rồi gì nữa? Lười vô cùng. Lười gì? Có lười tắm không? Lười tắm. Tắm sống chứ không, tắm sống không đấy. Lười tắm. Ngày tắm mấy lần? Không, ngày nào cũng phải tắm ạ. Nói chung là nhưng mà mắc mới gì tắm xong hơi rịn. Ông tắm ông dơ nước cho vui, tắm 2 phút chắc chưa đến 2 phút. Trời ơi, giờ nước cho vui đấy hả? Ông bao ông trời kìa, ông đi ra cái sóng người tắm xong mấy ông có tưởng chưa tắm. Không, gì đâu. Cái xong cái xuống bắt tắm lại, tắm xong lấy hối như thương à. Bắt đi tắm lại lên được. Để ông mới tắm xong bóng đó. Nhưng mà bình thường mà đi tắm mà vừa ngủ rồi á, lên là lên ngủ luôn, đâu có tắm. Hèn nó sẽ tắm. Không tắm á là cái cho ngủ chung không? Vâng, bình thường để mà em có thức á em không cho ngủ chung đâu. Nhưng mà ông này ông đợi lúc em ngủ là khỏi tắm luôn. Nhưng lúc mà yêu nhau em có biết là bạn này lười tắm không? Lúc yêu ông có mà, lúc nào người thơm phức á. Đó là lúc yêu thì đó, lúc yêu là đi chơi. Em như là bây giờ đó, giờ cưới rồi thì bình thường thì em ít khi em xịt, thì khi nào đi chơi thì em xịt. Nghĩa là xịt dầu thơm. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Rê ra mỗi lần về dưới nhà mà em về được á, ví dụ hèn 2 giờ anh lên thì em cứ dư tu khoảng tầm 5 giờ là lên, đến 5 giờ mới bắt đầu lên. Tức là hôm nay ông phải tri được tầm 2-3 tiếng. Nhưng mà trong tất cả những cái điều mà em kể nãy giờ, em mong muốn chồng em thay đổi điều gì nhất? Cái tính rê ra, đừng rê ra. Em đừng có rê ra. Tắm nhiều hơn chút không? Không phải tắm nhiều hơn chút mà là tắm cái xà bông. Tắm xà bông. Rồi còn công mong muốn Thủy Tiên thay đổi điều gì? Bớt giận hơn vu vơ đi. Kiểu như cái nào mà lỗi đáng để giận thì hẳn giận, còn cái nhỏ nhỏ hoặc hoặc không có gì khổ bằng vợ giận chứ. Đúng rồi. Nhưng mà em nói trước rồi, em nói là tình em ví dụ có nó bị vướng cái gì vướng mắt cái là khó chịu lắm, cứ từ giận cái sao bắt đầu mới ngồi suy nghĩ xong mà thấy cái ống đạn giận á là xong thôi, từ thôi luôn. Hai em lấy nhau lâu chưa? Dạ được 7 tháng gì. Mới 7 tháng lắm rồi. Là chưa có em bé đúng không? Dạ. Dữ lắm. Là có mong có em bé không? Em thì mong nhưng mà bố mẹ trong kế hoạch là chưa đúng không? Dạ. Chưa muốn để cho chắc muốn người... tụi em có nhà cửa bây giờ em ở nhà thuê. Dạ đúng rồi. Dạ. Thôi nếu vậy thì giờ chỉ biết chúc tụi em hạnh phúc thôi chứ làm sao. Trời ơi mấy cái nhỏ dễ thương ra, quá mai, mai mốt là có em bé rồi là cũng có thời gian mà giận nữa đâu. Yên tâm đi. Muốn xỉu luôn. Nhưng mà bạn này thì tắm xà bông thì tốt. Có nghĩa là cái mong muốn nó của vợ thì nên sửa. Rồi cứ thế phát huy. Dạ. Yêu nhau hoài mãi như thế này nha. Dạ vâng, rồi. Cảm ơn anh chị. Chúc cho em lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc. Dạ. Dạ, lời đầu tiên thì cho con xin phép chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Hai cô chú MC rất là dễ thương. Cảm ơn con. Cảm ơn con. Dạ. Con xin tự giới thiệu, con là Lê Minh Thuận. Hiện đang làm giáo viên tin học trung học cơ sở. Dạ. Con nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay con vừa tròn 30 tuổi. 30 tuổi? Dạ. Rồi con. Cô gái mỏng manh, mỏng hơn bé hồi nãy luôn á. Cô dâu này mỏng hơn bé hồi nãy luôn. Sao làm Yến á. Người giống như là con Yến vậy đó. Đó. Dạ. Mời con. Dạ chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Con xin tự giới thiệu, con tên là Phạm Thị Minh Trâm. Năm nay con 28 tuổi. Con cũng là giáo viên tin học. À vậy hả? Dạ. Hai chồng chung trường hả? Dạ không. Dạ gần khác trường. Khác trường. Mà sao? Chung nghề. Dạ chung môn. Chung dạ, môn mà chung khác môn. Trường. Dạ. Yeah. Rồi làm sao mà gặp được nhau hay vậy? Dạ. Dạ chắc liên quan tới Yến. Làm nhà Yến sao? Cho quen. Sao con gặp vợ con cách nào? Dạ con gặp vợ con hồi từ khi học cấp 3. Thanh mai trúc mã. Dạ đúng rồi. Dạ.
Hai đứa là cấp 3 là chung trường. Dạ không, khác trường luôn. Khác trường luôn mà nó gặp được nhau hay quá à. Dạ. Ừ. Nó theo ngạch chữ nó khác nó tỉa vậy đó. Ủa nhưng mà khác trường mà có xa không? Dạ cũng xa, khoảng 20 cây á. 20 cây mà sao quen? Gặp nhau. Dạ. Giờ ủa mới... sao gặp nhau? Thì giờ mới hỏi nè. Thế gặp nhau chắc là, là gia đình hai bên là quen nhau đúng không? Dạ không. Thôi để nó kể đi, đừng có đoán nữa. Không đoán nữa, đang có cái bằng rồi, ngon lành giữ lại đi xài đi. Dạ. Rồi con kể ủa, tiếp đi con. Mẹ. Dạ thì con với vợ con gặp nhau thì cũng tình cờ thôi. Là gần nhà của con á là chơi thân với một bạn. Thì cái bạn đó lại học chung lớp với vợ con. Thì trong một cái dịp Tết năm 2012 á thì vợ con đi về nhà anh bạn nó chơi. Rồi sau anh bạn nó cũng rủ con đi luôn. 2011 là tụi con mấy tuổi? Dạ lúc đó đang học lớp 11. Cấp 3. Dạ. Rồi. Có nghĩa là bé này đến nhà của bạn của con. Dạ, bạn của chơi. Dạ. Tức là bạn bè thôi đúng không chứ không yêu đương gì đâu đúng không? Dạ. Đó. Rồi gặp nè. Rủ con đi. Ủa mắc gì nó phải rủ con đi ta? Nó đi mình với bé này nó sợ hay gì phải rủ con? Tết con ít có đi đâu chơi lắm. Với lại cái bạn đó cũng là bạn thân á. Cho nên là mới gặp nhau. Dạ đúng rồi. Rồi sao? Lần đầu tiên thấy cô bé này sao? Dạ đâu có biết, đâu có nhớ đâu. Dạ không nhớ. Không nhớ luôn. Đi chung với một nhóm bạn đó là về là con giống như đi chơi bình thường vậy á. Không có nhớ gì hết. Dạ con có nhớ nhóm, không? Một nhóm bạn chứ không phải là một mình con. Nhưng mà con có nhớ không? Dạ con là cái người đầu tiên, đầu tiên chủ động nhắn tin, xin số điện thoại nhắn tin cho anh này. Tức là con ấn tượng về anh này trước đúng không? Dạ. Là lớp 11. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Thực ra là lúc đó là anh này là con thấy rất là xấu. Nhưng mà bạn con quảng cáo là anh này giỏi tiếng Anh và giỏi đá bóng. Thì con lại thích hai bộ môn đó. Cho nên là con chủ động xin số điện thoại bạn con để nhắn tin cho anh này. Và anh có trả lời liền không? Dạ anh đang rảnh. Anh nói lúc đó là đang rảnh. Cho nên là anh trả lời liền. Có nhớ là nhắn ảnh gì không? Dạ thì con cũng nhắn nói chuyện bình thường thôi. Nhưng mà anh không nhớ con, anh nói là không biết đứa nào hết. Tại vì trời nó ơi, đi đâu. Trả lời lại một câu không biết đứa nào hết. Dạ. Rồi khi con đọc được cái tin nhắn rồi sao? Dạ con thấy cũng bình thường. Dạ. Rồi con cũng giải thích là con là con bé mà ốm nhất trong cái đám bạn đó. Trời con ốm triền miên từ hồi lúc lớp 11 tới bây giờ con vẫn ốm hả con? Dạ con ốm từ nhỏ nhưng mà con rất là khỏe, con không có bị bệnh lặn vặt. Dạ chắc nhờ uống yến á chú Quốc Thuận. Trời hay quá, hay quá. Con uống yến từ năm con lớp 11 luôn á hả? Phải không? Dạ nói chung là ở nhà làm yến từ đó giờ phải không? Dạ không, con mới làm đây thôi nhưng mà hồi nhỏ thì mẹ con vẫn mua yến hũ cho con. Rồi nó nghe là rồi không, rồi không nhớ rồi sao hai đứa quen nhau. Rồi xong rồi vợ con là làm anh em kết nghĩa. Rồi nhắn trao tin đổi, một nhắn hồi tin. Trời, ai đề nghị làm anh em kết nghĩa? Anh là... Dạ con không nhớ chính xác nhưng mà hình như là con đó. Tức là con muốn giới hạn hả? Con dạ, muốn giới rồi. Hạn dạ, cái tình rồi. Cảm này đúng không? Mà lúc đó cũng đi học mà tuổi đi học thì con không có nghĩ ngợi gì. Có nghĩa là con rất là tinh khôi, con rất là tinh dạ, khiết. Dạ đúng rồi. Con không nghĩ gì hết. Dạ. Nhưng mà cô này có nghĩ. Con nghĩ không? Dạ không luôn chú. Nhưng mà con thích, con có thích dạ, ảnh. Dạ cũng không luôn. Thích là tại vì là ông lại biết tiếng Anh với lại biết thích chơi bóng đá. Nghĩa là giống như con muốn có thêm một cái người bạn giỏi về cái lĩnh vực đó. Nghĩa là một tình bạn trong sáng. Đối với con là sẽ học xong hết cấp 3 thì mới có người yêu. Cho nên lúc đó là anh này đề nghị là mình làm anh em. Tại vì anh này hơn con 1 tuổi, 2 tuổi luôn. Làm anh em. Thì trong lúc đó là hai đứa đều rảnh, nghĩa là không có người yêu. Thì rất là hay nhắn tin, một ngày là nhắn hơn 200 tin. Trời dạ. Ai nhắn, ai chủ anh, động dạ, không có anh em nào một ngày nhắn nhau 200 tin hết trơn hết rồi. Không có đâu, anh em ruột không có nhắn gì luôn á chị. Em nói cho biết luôn. Càng không thiệt. Nhắn luôn á, tình mà nói á. Ờ, cái này là anh trai mưa, em gái mưa gì đó. Nghĩ sao mà nhắn 200 tin ngày. Cái thời mà còn SMS á, của Hồng Vân là đăng ký tin nữa. Nhắn đúng rồi, đăng dạ, ký. Là mình đăng ký mấy nghìn nữa là mấy trăm tin nhắn đó con. Mà nhắn là hết tin nhắn luôn. Rồi bộ không ăn cơm không học hành nữa sao mà lại nhắn tin ngày 200 tin vậy? Dạ ăn cơm là cũng nhắn là em ăn cơm chưa? Thì ăn cơm rồi. Em ăn cơm đó. Đây, em ăn cơm rồi. Dạ cũng được mấy tin. Tức là không cần FaceTime mà tụi nó biết hết cái công việc của nhau luôn. Đúng rồi, hay quá chị. Đó. Thứ nhà vậy đó, xưa đó. Yêu nhau vĩ đại hơn vợ. Vĩ đại á. Rồi sao? Rồi sao nữa nè? Nhắn một thời gian như vậy bao lâu thì
thì bắt đầu mới thích nhau, rồi mới là không còn là anh em nữa, phá banh cái rào anh em ra. Dạ thì chắc chắn hôm đó là Tết thì khoảng một năm sau á, năm thì con thấy vợ con là giống như là tri kỷ vậy đó, ý là người bạn thân, là mình có thể tâm sự hết tất cả mọi thứ để giống như có thêm một cái chỗ để cho mình chia sẻ bớt những cái nỗi buồn hay là niềm vui vậy đó. Xong rồi thì con cảm thấy là giống như là rất là khó để có thể mà xa bạn đó được. Xa bạn đó được. Dạ. Cho nên là phải lớn lên xíu nữa. Dạ đúng rồi. Mà cô ấy đã là tri kỷ trong trái tim, trong khối óc của tôi rồi. Anh nhưng mà cái bữa đó là mới có 30 tháng 4 thôi, là chỉ có 4 tháng thôi. Là có 4 tháng thôi. Dạ. Rồi. 4 tháng. Ok, kể lại nha. Dạ 4 tháng. Ủa sao anh không nghe cái micro chứ vậy? Alo luôn coi. Alo, alo. Rồi ok. Rồi. Đâu kể coi. Tết á là hai tụi con gặp nhau. Thì vào ngày 30 tháng 4 á là anh này là chính thức tỏ tình với con. Dạ. À, lúc đó là con lớp 12. Con 11. Dạ con 11 còn anh 12. 12. Thì rồi. Con không có nhận lời. Ông tỏ tình sao đâu mà con không nhận anh lời. Anh này tỏ tình sao? Là không có tốn tiền của Hồng Vân. Anh tỏ tình anh nhắn cho con đúng một tin nhắn. Lúc đó là khuya ngày 30 tháng 4. Anh nhắn cho con đúng một tin nhắn là mình yêu nhau nha em, mà con đâu có yêu ảnh đâu. Rồi con trả lời sao? Thì con cũng lúc nào con cũng nói ảnh là con là phải học xong 12 thì con mới có người yêu. Tại vì con rất là sợ cái việc yêu đương ảnh hưởng tới việc học. Lúc nào con cũng phải là học cho xong cái đã. Thì con không có nhận lời. Con khi mà nhận được cái con... lời từ chối đó, con có tổn thương, có buồn không? Dạ buồn chứ. Buồn. Dạ. Nói chung là buồn sợ bạn đó có người yêu mất thì mình không biết phải làm sao. Dạ. Rồi có nhắn tin bớt lại. Con có hẹn ảnh. Con có nói là nếu như cũng bình thường như trước kia. Con hẹn ảnh mà... con nói là nếu như mà anh chờ được tới hết lớp 12 rồi á thì lúc đó là em sẽ nhận lời. Chứ không phải là con từ chối hẳn. Nhưng mà con lên lớp 12 là ảnh đã phải vô đại học rồi. Dạ đúng rồi. Và vô đại học thì chắc chắn là sẽ có thể là sẽ lên thành phố Hồ Chí Minh học. Dạ. Đúng không? Dạ. Thì nếu như mà mình vượt qua được những cái thử thách đó thì mình sẽ chính thức đến. Rồi sao? Đến khi ảnh lên đại học. Lúc con lên, con có lên Sài Gòn học không? Thành phố Hồ Chí Minh học không? Dạ có. Lúc lúc mà con thi 12 xong thì con cũng thi đại học ở Sài Gòn. Nhưng mà không có đậu vô được cái trường con muốn. Thì lúc đó lại con cũng không có muốn đi xa. Tại vì người yêu của mình đang ở dưới kia, bây giờ mình đi xa quá thì cũng cũng sợ mất đó. Người mình yêu. Dạ. Thì con cũng có xin đi học ở ngoài Phan Thiết một nửa năm. Tức là có vì cổ đúng không? Cũng có một phần. Dạ. Tại vì lúc đó giống như là vợ con như là chỗ dựa tinh thần vậy đó. Mình đi vô đây thì không có quen biết ai đâu, bạn bè cũng mới á. Mà lúc nào mình cũng không có an tâm á. Xong rồi lại chọn là học ở Phan Thiết nửa học kỳ. Xong rồi con học xong là con cảm thấy năng lực của con so với ở dưới đó học thì nó hơi phí. Nên xong rồi ăn Tết xong rồi con lại lên đây con ôn thi lại một lần nữa. Lên Phố Hồ Chí Minh. Dạ. Là con học ở trường nào? Dạ con học đại học Sài Gòn. Đại học Sài Gòn. Dạ. Rồi lúc đó con thì sao? Qua năm lớp 12. Dạ con nói rảnh như vậy nhưng mà tới ngày 30 tháng 4 là ảnh tỏ tình với con. Tới ngày 30 tháng 12 là con nhận lời ảnh mặc dù con chưa học xong 12. Nói chịu không nổi chị. Thì đó. Dạ. Cái nguyên nhân là lúc đó là ảnh chưa có thi đại học. Con sợ là ảnh hưởng tới cái việc học của ảnh. Cho nên là con nghĩ thôi mình cứ nhận lời, tại vì hai đứa cũng ở rất là xa. Không có gặp mặt. Mà không nhận lời hay nhận lời mình đều nhắn tin hết. Cho nên là con quyết định nhận lời ảnh để cho ảnh yên tâm mà học cho tốt. Như là có thêm động lực. Dạ, đúng không? Mà cái tác động trực tiếp lúc đó là thằng bạn của con, là cái thằng mà bạn ở chung với hai đứa. Nó nhắn tin nó chửi con. Nó nói con là sao mày ác dữ vậy. Ông Thuận ổng tốt như vậy mà sao mà mày không quen. Mà mày hành ổng thế này hành ổng thế kia. Xong con ngồi con suy nghĩ một hồi thì con mới nhắn tin cho anh này. Mọi ngày con hay nhắn ảnh con hỏi là nếu có một điều ước thì anh sẽ ước cái gì. Thì ảnh hay nói là anh ước là em làm người yêu của anh. Thì hôm đó ảnh không có tỏ tình nhưng mà con nhắn con hỏi lại có là nếu có một điều ước anh ước cái gì, thì ảnh nói là anh muốn em làm người yêu của anh.
Thì con mới trả lời là vậy điều ước của anh hôm nay thành sự thật rồi đó. Trời ơi, lãng mạn quá. Cái chuyện tình nó hay quá. Em lấy vô cái bộ phim đang làm đi, Mối Tình Học Trò. Có, hay hay không? Mối tình hay. Nhưng mà thực chất là trong bụng con có thương ảnh rồi đúng không? Dạ không, lúc đó con cũng chưa thương ảnh luôn. Sợ ảnh hưởng tới việc học của dạ. ảnh thôi. Lúc... Thì nghĩ rằng nào là cũng xa mà đâu dạ, có gần nhau đâu mà lo đúng dạ. không? Dạ, với lại là tụi con cũng rất là ít gặp dạ, cho nên không có một con không có một cái ấn tượng gì. Rồi con xong lớp 12 rồi con có thi vô đại học để lên Sài Gòn học không? Dạ có. Con có phải lên là vì ảnh không? Không. Dạ không, con là cứ cứ thẳng một đường con đi thôi. Là con đại học sư phạm hả? Dạ. Rồi cái ngày đầu tiên con lên Sài Gòn á, ngày đầu tiên con lên Thành phố Hồ Chí Minh á thì là con có gặp ảnh liền không? Dạ ảnh có ra bến xe đón con không hay như thế nào? Có không? Dạ ảnh thì không có ra bến à có rồi, bữa đó ảnh ra tàu ảnh ra tàu đón có con biết mà phải lên đi tàu ảnh ra tàu đón con đi xe đi tàu đi máy bay gì cũng sẽ quá. Đón hết trơn trọi lãng mạn lắm nghe đến sân ga nghe rồi sao nào gặp nhau nhưng sao? Mà lúc đó con vẫn chưa có thích ảnh. Từ lúc nhận lời mà quen ảnh đó là con nhắn tin cho ảnh cũng một ngày mấy trăm tin. Nhưng mà một cái tin nó không bao giờ quá ba chữ. Lúc đó tự nhiên con cảm thấy bị gò bó. Con thấy giống như mình đang là học sinh bình thường tự nhiên mang tiếng có người yêu. Hồi đó sao con thấy cái có người yêu nó nghiêm trọng lắm. Nên là con lúc đó tự nhiên con thấy gò bó và con không thích nữa. Con nhắn để cho ảnh ghét con, ảnh bỏ luôn. Trời nhưng mà cứ ba chữ nhưng mà ảnh cứ trả lời liên tục. Và một ngày vẫn mấy trăm tin. Lúc nào cũng rồi, chưa, xong rồi, biết rồi. Nhắn tin cọc lóc vậy đó. Dạ, con nhắn vậy nhưng mà ảnh vẫn kiên trì nhắn hơn một năm. Như vậy là cứ ba chữ. Tối đa là ba chữ. Ảnh thương con. Dạ. Rồi đi vô đây học là ảnh đưa đón con. Từ Gò Vấp qua quận 5 mà ảnh đưa đón con từ năm ôn thi cho tới năm 3, lúc năm 4 con mới tự đi xe. Nhưng mà lúc đó là con đã thương ảnh rồi đúng không? Dạ, lúc con đi học sư phạm được một năm là lúc đó bắt đầu con thấy ảnh tốt với con quá. À, thương ảnh rồi là đúng con không? Mới bắt đầu có tình cảm với ảnh. Dạ. Rồi. Làm ảnh đưa đón con là ảnh nằm ngủ ngoài hành lang của trường đại học sư phạm luôn để chờ đón con về. Tại ủa rồi con không quá. Học hay gì mà con định hỏi nó mà vậy chứ định hỏi bộ không mà học hành bỏ học bỏ hành hay sao đi ngủ lan dạ có chứ thì nếu mà học chung giờ thì mình đi chung rồi xong rồi mình về còn nếu mà bữa nào con rảnh thì con ở lại con học bài luôn xong rồi con chờ con trở về luôn nó thương đâu có tiện chứ nó đâu có bị ảnh hưởng gì đâu rồi đó, thì hai trường gần nhau mà rồi có khi nào mà chở đi chở về mà hết xăng không có tiền đổ xăng đâu dạ xe hư thì có thì mình... thì nếu mà hết thì em còn tiền thì cho anh mượn mà lên đi học là chắc cũng phải khó khăn chứ đúng không dạ, đúng. Lên thành phố thì rất đắt đỏ tới mồm dạ. Hai đứa đâu có tiền bạc gì nhiều đúng không dạ có dạ. Khi nào mà đói bụng mà trong túi không có tiền không cả đó. Hai đứa mới tình sinh viên mà hoặc là muốn đi chơi á mà trong túi không nào có tiền hết trơn á rồi không biết đi chơi ở đâu không có tiền thì chưa có nhưng mà có ít thì có rồi mà nghĩa là hai đứa mà chỉ ăn một cái bánh xèo 15.000 thôi mà ăn hai rổ rau ăn hai rổ rau trời ơi cái bà bán bánh xèo chắc ba rủa hai đứa con trời ơi nó ăn có một cái bánh xèo 15.000 nó ăn hai rổ rau nói chung là cái thời sinh viên đi nhưng mà nó đẹp dạ nhưng mà có nhiều kỷ niệm là nó đẹp dạ. Nhiều kỷ niệm. Nếu không có chương trình này thì chắc chắn các con sẽ không có cơ hội để kể lại dạ tự dạ. Hai đứa sao giờ hoài niệm nè đó bây giờ hoài niệm dạ. Thì cũng thấy hạnh phúc chứ bộ đúng không dạ. Ừ rồi xong sao nè sau đó thì là con học đến năm thứ tư à, khi mà con tốt nghiệp xong đại học nè rồi ảnh có tốt nghiệp luôn không hai đứa dạ có đứa nào bỏ ngang không trước. Dạ không dạ anh tốt nghiệp trước con tốt nghiệp trước rồi tới dạ. Con rồi xong hai đứa là về lại quê dạ thì anh tốt nghiệp trước nhưng mà dạ. Anh chưa về á con ở lại lợi con đúng không anh ở lại thì chắc chắn rồi cô không cần hỏi luôn cô không cần hỏi rồi trong một năm mà con ở lại con có đi làm không là đi nhông nhông dạ con học xong á là 2015 thì con có gửi cái bằng đó về quê để xin việc ở quê thì gửi về quê thì xin thì cái bằng đại học cao đẳng của con đó thì ở dưới quê hiện tại không có thiếu giáo viên của cái môn đó thì con nghĩ bây giờ mà đi về nhà cũng thất nghiệp không có gì làm cũng chán lắm ba mẹ sẽ buồn thì bây giờ mình phải kiếm một cái gì đó mình làm mình học thêm để mình có cái nghề mình làm trước thì đó là cũng mà mình tốt cho bản thân mình và ba mẹ cũng sẽ không có bị thất vọng tại vì ở dưới quê con ấy nhiều người học đại học xong rồi đi về đi làm vớ vẩn rồi đi làm nông cất bằng nên không có muốn mình phải như vậy. Xong rồi con lại đi học thêm cái trường trung cấp
trung cấp kinh tế kỹ thuật Sài Gòn. Và cái môn con chọn là cái môn tin học. Tại vì nhưng mà con đã vào bằng cao đẳng rồi mà. Con bằng cao đẳng sư phạm kỹ thuật nông nghiệp là cái môn dạy môn công nghệ lớp 7 đó. Thì con lại đi học môn tin. Ngày xưa khi con học cấp 3 thì con rất là thích học môn tin học với lại môn tiếng Anh. Và con chọn cái trường đó là trường đại học sư phạm thì nó cao quá, con không có đậu được. Nên con mới sát xuống đại học Sài Gòn, cái môn đó nó vừa đủ điểm để cho mình đậu, với lại nó cũng là sư phạm luôn. Rồi cái bằng đó sợ về quê không có việc nên con học tiếp cái ngành trung cấp máy tính. Trung học trung cấp máy tính. Thì trong quá trình học thì con cũng đi học thêm sửa chữa ở bên ngoài, sửa điện thoại, sửa máy tính. Rồi lại có cơ hội đợi đợi bạn gái mình. Nó cũng cả hai. Bây giờ nếu mà mình đợi mà mình thất nghiệp về, chỉ vợ con ra trường đi làm thôi, thế nào vợ con cũng bỏ thôi. Hoặc là mình về mình không có việc, rồi vợ mình đi làm rồi. Rồi mình đâu có, mình con trai mà mình chẳng lẽ mình bị lép vế mình chờ vợ và nuôi sao suy diễn nữa chứ. Dạ đúng rồi. Nên con phải quyết tâm, con phải có một cái nghề gì đó. Thì con đi học trung cấp xong, rồi con học nghề thêm. Thì lúc đó con có thể tự sửa chữa máy móc lặt vặt Hay quá. Xong rồi có cái bằng đó. Thì chớ treo cái là con học 2 năm nữa thì con mới về. Ba này học bà, ba này ba về trước. Ba học năm xong. Ba học sao về trước. Ba về trước mất. Mình ở đây mình sợ chứ. Không sợ. Ở đây mình vẫn đi làm thì nói chung là lúc đó quen lâu quá rồi. Nói chung là cũng tin tưởng nhau hơn là lúc đầu mới vô. Chứ không có sợ đúng không? Dạ. Rồi con về con có việc liền không? Dạ có, con tốt nghiệp là tháng 7 thì tháng 8 mà con đã đi dạy ở Bình Thuận. Rồi đó, rồi xong rồi một con xong rồi là con đi về. Đúng, con xong rồi con cũng đi về con làm với Bình Thuận. Rồi lúc đó là con cũng về là con cũng có việc liền luôn. Tại vì cái việc con làm là trám vào cái vị trí của vợ con làm đó. Vợ con đầu tiên là làm ở bệnh viện huyện. Nhưng mà sau đó thì không có đúng với sở trường của vợ. Tại vì vợ là làm giáo viên, thông tin nhưng mà xin vô bệnh viện làm kỹ thuật viên tin học, kiểu chữa cháy vậy đó. Tại vì tháng 7 xong rồi tới tháng 8, tháng 9 thì mới biết hồ sơ nộp vô giáo viên đậu hay không á. Thì bây giờ mình có việc thì mình cứ làm trước. Xong vợ làm xong một tháng là anh ơi em không hợp, em là không nổi. Rồi cái bung. Là bung đi qua làm giáo viên. Thì thành ra ngay cái vị trí lại thiếu. Đang khuyết thì con về là chấm vô. Thì nói là vợ, người yêu của em đang làm cái nghề đó là về vô luôn. Con có thấy một sự sắp xếp không? Đúng chưa? Một sự sắp xếp vô hình nào đó của ông Tơ bà Nguyệt. Đúng không? Đó. Rồi bây giờ hai đứa về dưới quê. Rồi xong rồi á, bắt đầu là đám cưới luôn chưa? Đám cưới như thế nào? Dạ chưa. Chưa hay là, phải đi hay là còn con có đi làm gió 2 năm là tụi con đám cưới. Nhưng mà trong cái thời gian đó có chia tay gì không? Dạ. Gây lộn rồi ghen tuông. Có đợt nào chia tay dài không? Thì con thì con chả bao giờ giận vợ con gì đó. Cũng không có trách móc cái gì. Nhưng mà không lẽ không có một cái. Nhưng mà vợ con có giận con thì không? Vợ con thì nói chung là giận thì nhiều, mà con thì giận thì mình nói chung là rất là thương vợ. Rồi biết rồi, nhưng mà chú hỏi nè, điều vô thẳng vấn đề luôn. Là hai đứa có lúc mà quay về quê lại đó là có chia tay không? Dạ có. Mà chia tay dài không? Có chuyện chia tay đó là sao? 3 ngày. Chia tay 3 ngày. 3 ngày tới 3 ngày dài. Luôn. Rất dài quá, rất dài. Nhưng mà cái chuyện nó lớn lắm đúng không? Dạ, đó là cái sóng gió duy nhất của tụi con từ lúc mới quen cho tới bây giờ. Vụ gì vậy? Dạ, cái này có liên quan tới một bạn chung cơ quan với lại anh. Thì nếu mà bạn có xem được thì coi như đây là một cái câu chuyện cười của thanh xuân. Lúc đó là anh đi làm ở cái cơ quan mà em rồi làm cái bệnh đó. Viện đó đó. Dạ, ở bệnh viện á. Thì một thời gian bình thường hai đứa vẫn nhắn tin là một ngày mấy trăm tin, nhưng mà từ lúc anh đi làm á thì anh rất là ít nhắn tin với con, và con giận thì mấy bữa con giận là anh nhắn liên tục. Còn bữa nay con giận con không nhắn anh cũng không nhắn con luôn. Thì con mới kiểm tra điện thoại của anh thì con mới thấy là anh có nhắn tin với một bạn nữ cùng cơ quan. Thì cái nội dung tin nhắn là không có mang nội dung yêu đương, không hề luôn. Nhưng mà nó có cái sự quan tâm. Bạn nữ đó thì không có một cái cảm tình gì với anh, bạn nữ đó là lơ luôn. Nhưng mà anh vẫn rất là thường xuyên nhắn tin quan tâm. Giống như cái đầu tiên mà anh nhắn tin quan tâm cho con. Là có rồi đó. Dạ. Thì con mới thấy như vậy, nhưng con cũng nói anh, con nói là anh ơi, bây giờ anh nhắn tin như vậy đó,
anh đừng nhắn bạn đó nữa. Thì anh cũng nói là anh không nhắn nữa. Nhưng mà một thời gian con vẫn thấy vẫn nhắn. Thì trong cái nội dung tin nhắn đó nó có cái chữ là thương hại. Con đọc được. Thì con mới ủa mình đâu có cái gì đâu mà phải thương hại. Con mới nói anh. Thì con nói là em thì không có cần thương hại. Ví dụ anh thương thì thương, còn không thương thì thôi, em không cần thương hại. Cho nên làm thôi, bây giờ em với anh chia tay đi. Lúc đó là buổi tối hôm đó ở nhà chị của con. Thì con nói em với anh chia tay đi. Nhưng mà cả nhà con và nhà anh đều biết hai đứa quen nhau và rất là thương hai đứa, coi như là cháu trong nhà luôn. Thì con mới nói anh là nếu như mà mọi người hỏi á thì em cũng không nói là ai sai ai đúng, em chỉ nói là mình không có hợp thôi, thì chia tay. Bình thường hai đứa mà cãi nhau hay là con giận á là anh khóc nhiều lắm, còn con là rất là cứng rắn. Nhưng mà hôm đó con lại khóc rất là nhiều luôn. Anh không khóc gì hết. Cái câu trả lời của anh là tùy em. Em làm sao em thấy thoải mái thì em làm. Trong khi những lần trước anh sẽ trả lời là anh không chia tay, em thích thì em chia tay một mình em đi. Em gái mưa, mưa này hơi lớn. Nhưng lần này anh lại nói là tùy em thấy như thế nào thoải mái thì em làm. Rồi, sau đó thì sau đó là cũng con nói là bây giờ mình không có là người yêu nữa đâu. Nhưng mà mình vẫn làm bạn bè bình thường. Hai đứa vẫn làm bạn bè. Thì một cỡ chừng 3 ngày sau anh mới nhắn tin cho con, anh gặp con, anh mới nói là bữa giờ làm bạn bè với anh có vui không? Thì 3 ngày là làm bạn bè là không nhắn tin. Tại con á là cứ thích anh này là nhắn tin nhiều. Nhưng mà anh này là cứ nói là bận việc đi làm không nhắn được, biện lý do, nhưng mà thì ra là nhắn cho bạn kia được. Thì sau đó 3 ngày đó thì con không có nhắn nữa, tại vì con đã xác định là không quen nữa, nên con cũng không có đợi tin nhắn của ảnh nữa. Rồi 3 ngày không nhắn gì hết thì ảnh mới nói con, bữa giờ làm bạn với anh có vui không? Thì đâu có vui xíu nào. Cảm giác của anh cũng rất là khó chịu, cảm giác con cũng rất là khó chịu. Thì hai đứa mới ngồi lại nói chuyện với nhau, mới nói ra là vì sao anh lại như vậy. Là tại vì con là cứ lúc nào cũng muốn anh nhắn tin, rồi lúc nào cũng hay giận anh, lúc nào cũng giận vô cớ. Anh nói là bây giờ mình đi làm rồi nó sẽ khác với hồi mình đi học. Nó sẽ có áp lực của công việc, chứ không phải là lúc nào anh cũng có thể cầm điện thoại để nhắn tin cho em. Hay là em giận gì thì em cũng phải nói để anh biết, chứ anh không thể nào mà ngồi đoán ý của em được nữa. Thì lúc đó con cũng có rút kinh nghiệm, con cũng có nói là em sẽ rút kinh nghiệm. Còn anh cũng rút kinh nghiệm là anh sẽ không nhắn tin với bạn đó nữa. Rồi hai đứa quay lại. Thì từ đó là anh cũng không nhắn tin với bạn đó nữa. Coi như thời điểm này là thời điểm mà lựa chọn hạnh phúc rồi đó. Dạ đúng rồi. Chọn hạnh phúc, chọn yêu thương rồi đó em. Đúng không? Đúng. Đó là cái gọi là cái mức mà gọi là đúng cái thời điểm mà phải chọn nhau, tại vì luôn luôn trên bờ vực đúng rồi, ta phải chọn lựa. Phải chọn thôi. Một trong hai, đúng không? Hiểu không? Chọn sai là phải chịu thôi. Đúng rồi. Chưa? Ủa nhưng mà là lúc đó là hai chọn đúng hạnh phúc. Chọn đúng hạnh phúc. Có nghĩa là lúc đó là mỗi đứa là có nghĩa là con đang ở nhà, con nhắn tin cho cổ, cổ ở nhà cổ nhắn tin. Đúng không? Có nghĩa là hai đứa ở hai nhà khác nhau hay sao? Dạ đúng rồi. Tức là đến một lúc nào đó con biết không, thực sự cái chuyện mà mình nhắn tin á, quan tâm nhau á, thì mới đầu thì nó sẽ rất là thú vị, nó sẽ rất là đáng yêu. Nhưng mà một khi một cái công việc hoặc là trong cuộc sống bắt đầu có những cái áp lực về công việc rồi á, thì đôi khi những cái đó nó sẽ tạo những cái mà phải nói là áp lực hơn công việc nữa. Thực sự vừa lo việc vừa nhá tờ trả đúng lời. Rồi cái đó là mình phải tinh ý cái việc đó. Và đến một lúc nào đó mình cảm thấy mệt mỏi. Mệt mỏi vì cái chuyện là mình cứ phải, mình không có được tự do, mình không có được tự do để làm một cái điều gì cả. Tưởng tượng một ngày mà nhắn tin 200 tin thì làm gì còn thời gian để nghĩ chuyện khác. Đúng rồi. Đó, anh vừa đá banh mà anh vừa nhắn tin cho con. Đó, vì cái nó bị mệt mỏi á con. Rồi. Nó nghe này, cho nên mà là sau đợt đó chắc là bớt nhắn tin lại đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà cái đó lúc đó là cảm nhận của con sao? Lúc con ngồi nói chuyện á. Thì nói chung á là cái lúc đó thì con, cái lúc mà chia tay 3 ngày đó, thì thực sự thì mình nhắn tin, niềm nhắn tin với bạn bè thôi chứ trong lòng cũng đâu có vui vẻ gì đâu. Nó rất là khó chịu. Nhưng mà tại vì vợ cứ giận những cái chuyện con không biết là cái chuyện gì mà cứ giận. Nhưng mà hai cái từ thương hại đó là như thế nào? Thì lúc đó con cũng không có suy nghĩ kỹ, chỉ nhắn cho vui vậy thôi. Nhắn cho có cô kia à? Không phải cô, là kiểu bạn giống như là một người bạn mới rồi mình tâm sự. Đã nói em gái thôi. Mưa mà mưa hơi lớn chút xíu. Cũng may mà thôi. Tạnh được, tức là tạnh đúng thời điểm. Đúng không? Có 3 ngày thôi chị. 3 ngày là hết nước rồi, 3 ngày là mưa hết nước rồi. Rồi thôi bây giờ,
mưa thuận gió hòa rồi, đúng không? Dạ, dạ. Bây giờ là hai đứa có em bé rồi đúng không? Dạ đúng. Em bé thì bao nhiêu tuổi? Dạ 2 tuổi. 2 tuổi, dạ. Trai, bé trai đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Đó rồi bây giờ qua tới cái hôn nhân đó, lật dạ. sang trang nè. Dạ, khi mà rồi. Lấy nhau xong được. Coi như là trong tình yêu là chia tay có 3 ngày thôi. Ừ. Dạ. Là dài nhất. Ừ. Đó. Và không có gì gọi là sóng gió nữa hết. Dạ, đúng rồi. Rồi bây giờ về nhà thì bắt đầu mới có thấy những cái thói hư tật xấu bắt đầu từ từ le lói xuất hiện. Có không? Có là góp ý nha. Có là góp ý để đối phương đúng sửa rồi. Nha. Phải, đây là cơ hội để chúng ta nói nói về cái cảm nhận cũng như là cái suy nghĩ của mình về người bạn đời của mình. Nó sẽ là bằng chứng trước tòa sau này là hai đứa mà có chối á, nó đây bật lại cái tua lại cái đoạn này. Đó. Anh nhớ bữa đó anh hứa không? Anh hứa anh bỏ không? Đó ví dụ. Anh ấy có những điều gì chưa vừa lòng, những điều gì cần phải khắc phục mà nói chung là tật xấu đó. Đó. Dạ, tụi con quen là 9 năm rồi mới cưới. Ừ. Cho nên là con cũng hiểu được về anh cũng khá nhiều. Thì tới lúc cưới á là con bị vỡ mộng ngược. Ồ. Vỡ mộng ngược, ừ. Nghĩa là lúc quen á thì anh cũng không có được chu đáo, không có được tốt bằng như là sau khi cưới. Dạ, dạ. Sau còn khi nhín cưới. Lại chút lòng tốt. Dạ, chuẩn bị nó nhín nó, lại một chút. Coi chừng nó khui những cái tính tốt đó nghe. Thì đó, bây giờ bắt khui bị lạc đề rồi đó. Ừ. Khui tính tốt là lạc đề đó nghe. Đây là giai đoạn, coi như đây là thời khắc để chúng ta khui tật xấu. Dạ, nha. Nếu mà nhất định là khui tật xấu thì anh khui đi. Anh khui trước đi. Ủa là sao? Dạ, tại vì con thấy anh là cũng được 9,75 điểm rồi đó cô Hồng Vân. Rồi bây giờ cái 25,025 cái kia là cái gì? Dạ, 0,25 là để cố gắng, để phát huy. Chứ còn con thấy anh gì là ok lắm rồi. Không. Tức là giờ xấu con, gì luôn con muốn anh thay đổi điều gì không? Con muốn anh là cứ như vậy thôi, cứ như vậy. Rồi cứ yêu thương vợ con như vậy thôi. Là con thấy là đủ. Không cần thay đổi gì hết. Dạ đừng thay đổi vậy thôi và vậy. Và hơn vậy nữa một xíu là được. Dạ đó là thay đổi hơn bây giờ một xíu đó con. Dạ, dạ. Thay đổi cái gì rồi. Nhưng mà thay đổi cái gì là ví dụ thương bây giờ thương vợ con là thương cao như gì? Thế này cao như thế này thì giờ thương tiếc cao như thế này. Dạ đó. Ủa có mê game có hút thuốc hay là có nhậu ngày trước là anh có chơi game nhưng mà sau khi cưới con thì anh cũng không chơi game nữa. Tức là bạn này bạn nó thay đổi ngược mà. Dạ, thành ra là vỡ mộng ngược. Ừ, vỡ mộng ngược thôi vậy là tốt rồi. Mình chặn liền không? Ừ, tốt rồi. Tính tốt. Đúng rồi. Còn con muốn vợ con thay đổi điều gì? Không, về trước mắt là không có tật xấu không? Cái thay đổi là cái tật xấu đó. À. Ừ. Muốn vợ con thay đổi điều gì? Dạ. Vợ có một tật xấu là tối là đi ngủ là không có thường xuyên đánh răng đâu. Đánh răng nó hơi bị xấu. Phải giữ gìn vệ sinh. Đúng rồi, giữ gìn vệ sinh răng miệng. Phải chịu khó đánh răng thêm. Rồi đó là thay đổi nè, rồi gì nữa? Rồi nói chung rồi cố gắng chịu khó ăn uống cho mập lên. Dạ đúng rồi. Ừ. Tại vì con thì cũng cố gắng nấu cơm rồi cũng tắm bổ cho em. Món này món kia nhưng mà vợ thì cũng lười ăn. Cho lười uống ăn đi. Cho nên mới vậy nè. Cho luôn uống đó. Dạ. Chỉ mong vậy thôi, làm việc thì giữ gìn sức khỏe. Đó thì ăn uống đầy đủ để giữ gìn sức khỏe. Lười ăn, đó, lười đánh răng đó, và tham công tiếc việc. Lười đánh răng sau này nó sâu răng là mệt lắm nha con. Đau răng là đuối lắm. Rồi.